Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin chuyển nhượng ngày 30 tháng 12 của kênh bình luận viên Anh Quân News. Mình sẽ cùng các bạn điểm qua toàn bộ những thông tin chuyển nhượng nóng hổi nhất của những tờ báo hàng đầu thế giới nhé. Cùng bắt đầu thôi. Tutto Sport cho biết Juventus đang muốn tiếp cận Charlie Patino, thân đồng của Lo Howen. Arsenal đã để tiền vệ này ra đi theo dạng cho mượn kể từ đầu mùa giải 2022-2023 và hiện anh đang khoác áo Swansea. Tuyển thủ U21 Anh đã ghi được 3 bàn thắng và 4 pha kiến tạo trong mùa giải này và đội bóng Serie A đang lên kế hoạch để có được chữ ký của Patino. Giám đốc kỹ thuật của Juventus Cristiano Giuntoli đã có chuyến đi tới London để giải quyết một số công việc, bao gồm cả thương vụ Patino. Người ta nói rằng bà đầm già đã theo dõi cầu thủ này một thời gian và bây giờ có vẻ là thời điểm thích hợp để chiêu mộ. Giuntoli muốn ký ngay với Patino trong tháng 1 bởi họ đã biết đến sự vào cuộc của Inter Milan. Tutto Sport cho biết pháo thủ đang yêu cầu ít nhất 20 triệu euro và đây là trở ngại cho đại diện Serie A. Họ cho biết thêm Giuntoli sẽ cố gắng khắc phục bằng cách cài thêm Moskin vào thương vụ như một phần của thỏa thuận trao đổi. João Felix đã có những mâu thuẫn không thể hàn gắn với huấn luyện viên Diego Simeone. Nửa cuối mùa trước, anh bị đẩy đến Chelsea theo dạng cho mượn. Đến mùa hè vừa qua, Atletico Madrid tiếp tục để anh sang Barca với bản hợp đồng tương tự. Khi mà mùa giải đã đi được nửa đường, người ta lại bắt đầu tò mò về tương lai của chân sút người Bồ Đào Nha. Chia sẻ với phóng viên về vấn đề đó, chủ tịch Atletico Madrid Enrique Cesero cho biết: "Chúng tôi khá rõ ràng, João đang là cầu thủ được cho mượn đến Barca và nếu cậu ấy không muốn tiếp tục, cậu ấy sẽ trở về với đội bóng chúng tôi. Nếu cậu ấy trở về, có thể một số đội bóng khác sẽ thích thú." Thực tế, Felix đang chơi tốt ở Barca. Cancelo tiết lộ rằng anh thực sự ấn tượng với ngôi sao đồng hương Felix, dù cầu thủ của Man City cũng chỉ mới đến Camp Nou. Ở La Liga mùa này, Felix đã ghi được 3 bàn thắng và có 2 kiến tạo. Trong khi đó, sân chơi Champions League, tiền đạo này cũng đã có 3 pha lập công. Barcelona hiện đang gặp vấn đề ở phòng ngự và đang tích cực tìm kiếm những hậu vệ giàu kinh nghiệm với chi phí thấp để củng cố đội hình. Theo báo cáo của Football Italia, Daniele Rugani đã lọt vào danh sách chuyển nhượng tiềm năng của Barcelona sau màn trình diễn ấn tượng của anh cho Juventus mùa này. Trong giai đoạn Juventus phải đối mặt với chấn thương của hàng phòng ngự, Rugani đã bước lên và đóng góp đáng kể vào phong độ mạnh mẽ của đội bóng. Rugani không thể đảm bảo thời gian ra sân thường xuyên nhưng anh vẫn chơi tốt và ổn định khi được tin dùng. Báo cáo cho thấy Barcelona đang xem xét việc chiêu mộ Rugani khi hợp đồng của trung vệ 29 tuổi này tại Juventus sẽ đáo hạn vào mùa hè. Bà đầm già đang ra sức giữ anh ấy ở lại, nhưng mọi thứ chưa có gì tiến triển cả. Theo đó, Barca có thể đàm phán với Rugani vào tháng giêng trước khi đưa anh đến Camp Nou theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa, nếu cấp bách gã khổng lồ xứ Catalan có thể mua ngay Rugani vào tháng tới với giá rẻ. Nếu thành công, Barcelona sẽ có một phương án phòng ngự giàu kinh nghiệm để giải quyết những thách thức hiện tại của họ nơi hàng thủ. Theo thông tin từ tờ Defensa Rancho, tiền vệ Brahim Diaz của Real Madrid hiện nhận được sự quan tâm lớn từ Newcastle United. Chiếc chòe sẽ ra mức giá 60 triệu euro để hỏi mua Diaz. Ngôi sao người Tây Ban Nha vẫn chưa thể có một vị trí vững chắc trong đội hình của Los Blancos sau khi trải qua 3 năm cho mượn trước đó tại AC Milan. Dù đã có tổng cộng 17 lần ra sân cũng như đóng góp 4 pha lập công cùng 2 đường kiến tạo thành bàn kể từ đầu mùa, nhưng Diaz chỉ được chơi bóng vỏn vẹn 657 phút. Chấn thương dài hạn của Vinicius Junior tạo điều kiện giúp cầu thủ 24 tuổi có thêm nhiều cơ hội thi đấu. Nhưng khi tiền đạo người Brazil bình phục, thời gian Diaz được huấn luyện viên Ancelotti sử dụng sẽ còn giảm sút. Mặc dù không được trọng dụng tại Bernabeu, nhưng tiền vệ sinh năm 99 vẫn được nhiều câu lạc bộ châu Âu để bắt tới, bao gồm có Bayer Leverkusen, AC Milan và khát khao nhất là Newcastle. Đội chủ sân Saint-Germain Park muốn có Diaz ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa đông tới với lời đề nghị trị giá 60 triệu euro và cam kết sẽ đặt anh vào vị trí trung tâm của đội bóng. Bản thân Diaz cũng nghiêm túc xem xét viễn cảnh trở lại thi đấu ở Premier League sau quãng thời gian hít thở bầu không khí hạng đấu cao nhất xứ sở sương mù trong màu áo Man City trước đó. Oriol Romeu là người được cho có thể rời Barca sau khi không nằm trong kế hoạch của Xavi. Trong khi đó, Getafe muốn có một tiền vệ mới sau khi mất Mauro Arambarri vì chấn thương và chủ tịch Angel Torres đã đưa ra câu trả lời sau đây khi được hỏi về khả năng chiêu mộ Romeu. "Không có gì là không thể trong bóng đá. Tôi đã nói nhiều lần về Messi. Tôi đã có thể mang cậu ấy về khi 16 tuổi. Trong bóng đá có những điều khó khăn nhưng không phải là không thể. Chúng tôi đang nghiên cứu 4 hoặc 5 phương án, thứ đang tiến triển rất tốt. Chúng tôi đang đợi huấn luyện viên đến vào ngày mai hoặc ngày kia và đạt được sự đồng thuận. Một hoặc hai cầu thủ sẽ đến miễn là huấn luyện viên đồng ý." Getafe cũng được cho là đã liên hệ với cựu tiền vệ Barca Ilaiz Moriba. Cầu thủ 20 tuổi này từng là một cái tên sáng giá ở Camp Nou nhưng đã gặp khó khăn sau khi rời xứ Catalan.
Roberto Firmino gia nhập Anali vào mùa hè 2023 theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hết hợp đồng với Liverpool. Anh đã có khởi đầu hoàn hảo ở Saudi Pro League sau khi lập hat-trick trong trận ra mắt. Nhưng cầu thủ người Brazil đã không ghi bàn kể từ đó. Tới nay đã 18 trận, Firmino đã phải hứng chịu sự chỉ trích từ cộng đồng người hâm mộ Anali khi câu lạc bộ chỉ đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém Al Hilal và Al Nassr. Anh cũng không đá chính một trận nào kể từ tháng 10. Sau 18 trận trong màu áo Anali, Firmino đã có mong muốn được rời đi và có thể sẽ chia tay câu lạc bộ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Theo nhiều nguồn tin, Firmino cảm thấy thất vọng với hệ thống của Anali, câu lạc bộ cũng sẵn sàng cho đội bóng khác mượn anh vào năm mới. Sheffield đang theo dõi tình hình của Firmino, huấn luyện viên Paul Hickenbottom còn dẫn dắt vào tháng trước. Tuy nhiên, sau khi ông bị sa thải và Chris Wilder được bổ nhiệm làm người thay thế, vẫn chưa rõ liệu Blatter có còn quan tâm đến thương vụ này hay không. Về phần mình, Firmino sẵn sàng rời Ả Rập Xê Út để trở về châu Âu hoặc quê hương Brazil. Ngoài ra, Firmino nhận được sự quan tâm từ Thổ Nhĩ Kỳ cùng với các đội bóng khác ở Ả Rập Xê Út như Al Sabah, Al Ittihad và Al Fati đều theo dõi tình hình của tiền đạo 32 tuổi. Sao trẻ Hannibal Mabry của Man United được giới chuyên môn đánh giá rất cao về tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, anh không thể chen chân vào đội hình chính của Quỷ Đỏ thời điểm hiện tại. Vì thế, Hannibal Mabry muốn rời sân Old Trafford theo dạng cho mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm. Theo nguồn tin từ nhà báo Fabrizio Romano, Olympique Lyon là một trong ba đội bóng muốn có sự phục vụ của tiền vệ 20 tuổi. Không dễ để đại diện Ligue 1 sớm hoàn tất thương vụ chuyển nhượng này. Sevilla và Freiburg cũng rất thích Hannibal Mabry. Việc đầu tiên Man United cần làm trước khi đem Hannibal Mabry đi cho mượn là trói chân anh lâu dài. Giao kèo hiện tại giữa đôi bên sẽ kết thúc vào tháng 6 năm 2024. Dù Man United có thể kích hoạt điều khoản tự động gia hạn thêm một năm, nhưng như vậy cũng không thể khẳng định bất cứ điều gì. Theo tiết lộ từ Dane Jones, Conor Gallagher muốn ở lại và huấn luyện viên Pochettino cũng không muốn mất cậu trò của mình. Ban lãnh đạo Chelsea vẫn có kế hoạch bán đi cầu thủ này vào tháng 1. Ký giả người Anh cho biết, tình huống này sẽ thực sự cho chúng ta biết rằng liệu giới chủ Chelsea có đang học hỏi và lắng nghe những người xung quanh, những người thực sự hiểu biết về bóng đá hay không, hay họ sẽ tiếp tục làm mọi việc theo cách của mình. Tôi đã nói chuyện với những người thân thiết với Gallagher. Cậu ấy muốn ở lại và những người thân cận Gallagher cũng cảm thấy viễn cảnh đó vẫn có khả năng xảy ra cao nhất. Pochettino cũng thực sự thích Gallagher, vì vậy đây là một yếu tố quan trọng nữa để cậu ấy ở lại. Nhưng sau đó chúng ta sẽ đi theo hướng ngược lại, đánh giá giá trị của Gallagher và những vấn đề xoay quanh luật công bằng tài chính. Rõ ràng là giới chủ Chelsea thực sự muốn bán đi Gallagher. Nhưng đội bóng nào sẽ trả 50 triệu bảng cho cậu ấy vào tháng 1? Vào tháng tới rất khó để thấy một động thái được thực hiện với mức giá đó. Và đó cũng là thông tin cuối cùng có trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chuyển nhượng hàng ngày trên kênh Bình Luận Viên Anh Quân. Chúc các bạn có một ngày thật tràn đầy năng lượng.